Chiều ngày 3 tháng 11 năm 2022, bà Đinh Thị Diệt Quỳnh, tỉnh Quỹ Diên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang và Hội đồng Nhân dân ba cấp đã có buổi tiếp xúc trên 50 bà con cử tri thị trấn Vĩnh Bình và xã Vĩnh An trong khuôn khổ chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Tham dự buổi tiếp xúc còn có ông Võ Chí Trung, Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân quyền Châu Thành. Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri hai địa phương được nghe báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân quyện về phát triển kinh tế xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Theo đó, năm 2022, kinh tế xã hội của tỉnh và quyện tiếp tục phục hồi và phát triển. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, nhiều dáng phát triển kinh tế lớn được triển khai và thực hiện, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày một nâng lên. Bà con cử tri cũng có nhiều ý kiến kiến nghị như cần đảm bảo tái định cư cho các hộ dân sau khi được đền bù giải tỏa thực hiện dán đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Sự xuống cấp của một số tuyến đường, trong đó có tuyến đi từ Tri Tôn đến Tịnh Biên, làm ảnh hưởng đến ngành du lịch. Sự khắc phục chậm các tuyến sạt lở, tuyến đường tỉnh lộ 941 cần quan tâm thực hiện sớm. Nhiều ý kiến liên quan đến khám, bảo hiểm y tế, nước sạch, môi trường, tệ nạn xã hội đại biểu hội đồng nhân dân ba cấp lãnh đạo quyền châu thành ban ngành địa phương đã giải trình và trả lời thỏa đáng nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri hai địa phương những ý kiến kiến nghị khác sẽ được đại biểu hội đồng nhân dân các cấp trình trong kỳ họp cuối năm và sẽ trả lời cử tri trong các lần tiếp xúc tiếp theo